Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chiều cường đầu tháng 10 âm lịch ở Nam Bộ đã đạt đỉnh. Dự báo từ ngày mai thì chiều cường sẽ giảm dần nhưng vẫn ở mức cao. Như tại trạm Phú An của thành phố Hồ Chí Minh, dự báo ngày mai mức nước buổi sáng sẽ vượt báo động 2 khoảng 5 cm, còn buổi tối lúc 18 giờ vẫn sấp xỉ mức báo động 3. Tại trạm Cần Thơ, dự báo đỉnh chiều lúc sáng mai là 2,22 m, chỉ thấp hơn một chút so với chiều nay, còn lúc 19 giờ tối sẽ là 2,15 m. Tình trạng ngập úng vẫn tiếp tục xảy ra ở những vùng trũng thấp và ven sông. Người dân hãy lưu ý tại những vùng ngập sâu cần lắp rào chắn quanh kênh rạch để tránh trường hợp khi xảy ra ngập sâu không phân biệt được đâu là đường và đâu là sông. Ban đêm thì cần bố trí thêm dây và đèn. Chủ động gia cố và tôn cao các đoạn đê bao, bờ bao thấp và sông yếu đề phòng sạt lở, vỡ đê. Về thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai mưa có xu hướng giảm dần, ít có khả năng xảy ra mưa to. Từ sáng đến chiều, trời sẽ có nắng với nhiệt độ cao nhất ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột 27-30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác ở Nam Bộ mức nhiệt là 31-34 độ. Với khu vực Trung Bộ, ngày mai sẽ có mưa, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế là 26-29 độ. Ở phía Nam miền Trung, Đà Nẵng đến Phan Thiết nhiệt độ sẽ cao hơn một chút, 29-31 độ. Trở ra khu vực Bắc Bộ, dự báo ngày mai trời chủ đạo là nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác sẽ trong khoảng 27-29 độ, riêng Điện Biên Phủ là 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, đêm nay và ngày mai vùng biển từ Bình Định trở vào đến Cà Mau, Kiên Giang và quanh huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa dông đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Với khu vực huyện đảo Hoàng Sa trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, nhưng lưu ý là gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 m. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố vào ngày mai.